đẹp quá nhở. Chắc là phải xây mất mấy tỷ đấy. Tỷ tiếc gì đâu chị, toàn là tiền vay mượn thôi. Vật liệu em mua được lúc rẻ nên cũng chả tốn kém là bao chị ạ. Em thật hạnh phúc, chồng con đều giỏi làm ra tiền, trả bù cho chồng chị làm cả đời cũng không khá lên được. Ôi trời ơi, cũng là may mắn cả thôi chị ạ. Chứ chồng chị giỏi thế còn gì, chẳng qua là không gặp thời thôi. Nếu không còn hơn nhà em nhiều. Em thật là khéo, thảo nào ai cũng thích. Thôi, muộn rồi chị về còn cơm nước đây. Vâng, thế lúc nào rảnh lại sang chơi với em nhá. Dạ vâng ạ. Cái nhà mình nợ lúc nào mà mẹ bảo là đi vay? Mẹ cứ hạ thấp nhà mình xuống như thế thì bảo sao mà người ta không khinh. Cái con bé này, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau con ạ. Rạch việc. Con mang quần áo xuống đây nhiều thế làm gì? Vợ chồng con không mặc hết, thế đem cho cái gương. Của cho không bằng cách cho. Con định cho ai con phải gấp cho nó trân trọng vào. Chứ sao lại vò vò như đống rẻ rách như thế? Cái hương nó mặc được đống đồ hiệu này thích lắm rồi. Ở đấy mà tự trọng tự ái. Mà không mặc là con đem làm giải lau mà. Hương, vào đây cháu. Vào đây. Vào đây. Cháu cho con. Ừ. Này, tôi chuẩn bị toàn hàng hiệu cho bà đấy. Ở đây chơi với Liên nhá. Lạ. Này. Đâu nhỉ? Đây. Đây. Có cái váy này đẹp lắm này. Đấy, bà mặc thử xem. Thôi, đồ đẹp thế này, bạn giữ lại mặc đi. Tôi là dân lao động, mặc như thế này người ta cười cho đấy. Cơm thì ai biết mình đấy là đâu. Mà bà không mặc thì bà đem bán. Cái này tôi mới mặc được có một lần mà hàng hiệu đấy. Bạn sướng thật đấy, có chồng là giám đốc, được cưng chiều, muốn gì được đấy. Trả bù cho cuộc sống của tôi, cứ thiếu trước, hụt sau. Thì đời nó phải thế. Có phải tự nhiên chồng tôi kiếm được một cô vợ vừa xinh đẹp vừa trẻ trung như tôi đâu. Mà mấy bữa nữa mua ô tô cho tôi đấy. Thế vào uống nước đi. À thôi, đến giờ tôi về đón con rồi. Thế nhá, tôi về đây. Thế này. Thôi thì cứ cầm về, không mặc thì đem bán. Tôi cảm ơn nhá. Về nhá. Đúng là cái đồ ăn cháo đã bát. Cảm ơn bác quán. Này, con vừa nói ai đấy? Nói con Hương chứ ai. Con thì đối xử với nó tốt như thế, có cái gì không dùng là con cho nó hết. Con còn cho nó vay tiền để mà chữa bệnh cho con nó ấy. Thế mà lại nhảy sang chơi với con Loan. Xong rồi hai đứa hùa vào nói xấu con, bảo là con nổ con khoe các kiểu. Mẹ thấy cái Hương bây giờ nó khá lắm đấy nhá. Rồi nó còn đi làm từ thiện nữa. Nó hơn con về mọi mặt rồi đấy. Làm chứ nó hơn được con bao nhiêu. Chả qua là thấy cái con Loan chảnh đi, nó lắm tiền, chơi lợi dụng vay tiền thôi. Mà con không hiểu sao mẹ với bác Cúc chơi với nhau từ bé mà bây giờ vẫn thân được với nhau. Mẹ nói cho con biết nhá, muốn chơi với bạn được lâu dài là phải có bí quyết đấy con ạ. Trời nghỉ. Thế nhưng mà bí quyết là như thế nào mẹ? Dòng tai lên mà nghe nhá. Tức là khi đến nhà kẻ khó đừng bao giờ khoe mình no đủ. Trong khi cái Hương nó khó khăn như thế, con ấy cứ chảnh chọe, cứ nghĩ mình là bề trên. Rồi ban ơn bố thí khiến cho nó bị tổn thương, thế thì nó mới xa lánh, nó không chơi với con nữa chứ sao. Cái đống quần áo mà lần trước con cho nó ấy, mẹ thấy nó vứt ngoài kia kìa. Mẹ tiếc quá, mẹ đem về để hôm nào đi làm từ thiện. Mẹ để kia kìa,